Chào mừng em, chủ nhân mới của căn nhà này. Em chỉ là kẻ ở trọ thôi mà. Nè, em đừng có nghĩ như vậy. Em cứ coi như đây là nhà của mình nha. Em ngồi đi. Nhà anh đẹp quá, em thích lắm. Đây, nó là của em. Cảm ơn anh nha. Cần gì cứ nói cho anh biết. À, chút nữa anh sẽ đưa em ra ngoài ngân hàng mở tài khoản đem chi tiêu nha. Trên đời này chỉ có một mình anh là đối xử tốt với em thôi đó. Em xứng đáng được nâng niu và chiều chuộng như một nữ hoàng. Anh đưa em vô phòng nghỉ ngơi rồi mình cùng đi ăn nha. Đi đi em. Phòng đẹp quá. Căn phòng này dành cho khách. Thỉnh thoảng mẹ anh từ bên Mỹ về cũng ở đây. Em cảm ơn anh nha. Thôi, em nghỉ đi. Đã quyết thì sẽ không bao giờ hối hận. Mình làm được mà. Mình đã có được nàng. Và từ đây anh bên